Chị ơi, lâu quá trời mà chưa có đồ ăn nữa. Tính ra là quán không có nhiều khách luôn á bạn, vậy rồi á. Đói quá, đói. Bộ tụi mày đói lắm hả? Trời ơi. Ủa, bà này khách hàng là thượng đế mà bà ăn nói gì kỳ vậy? Bộ tụi mày mắc ăn lắm hả? Kìa. Ê, bà nói chuyện đàng hoàng coi. Sao? Ngon nhào vô. Ơi thôi, đi ăn chỗ khác đi. Nhìn mặt bà dữ quá, đi. Đi đâu mà đi, mình trả tiền rồi, mình không ăn là mình lỗ. Còn bà nữa, buôn bán hết dịch kiểu đó, làm ăn chắc bền lắm hả? Trời ơi, có một cái ổ bánh mì với mấy cái miếng mà thịt vịt của mình nãy giờ chưa xong. Bộ mày đói lắm hả? Bộ mày mắc ăn lắm hả? Được. Mày thanh toán đi, rồi tao đem đồ ăn ra cho. Thôi bà. Rồi bộ bà thiếu tiền lắm hả? Rồi bộ bà mắc chửi lắm hả? Mắc cái gì chị cọc chứ tụi tôi chưa có làm gì chị luôn á. Bộ tụi bay muốn kiếm chuyện lắm hả? À, đi, ừ, ảnh to anh nói đi lẹ lắm. Bàn quẳng mình nha, đá cho cẩn thận nha. Cái dĩa này tôi trả tiền rồi nha, tôi có quyền lấy chứ. Bao nhiêu đó cũng làm không xong nữa à. Đồ bò. Sao mấy người đó khinh thường khách hàng dữ vậy ta? Thiệt sự luôn á. Ủa, rồi bây giờ mày tính sao? Nó muốn mắc, ta cho tụi nó mắc luôn. Trời ơi, nặng nọng khát nước quá đi. Em ơi, cho ly nước ép đi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để... Cho ly nước. À, dạ chị chờ chút xíu. Quỷ thương yêu. Bộ chị khác lắm hả? Ủa là sao em? Ví dụ mà chị có khát quá, chị ra mấy cái sông hồ, kênh rạch đồ đó chị uống giùm em cái. Chị mắc khát nhưng mà hả em không có mắc bán. Thôi khỏi, đây không bán tôi đi quán khác. Mà quán khác có không bán á thì tôi tự mua đồ về tôi ép. Đây không có cần. À. Dính bẫy, dính bẫy. Lựa đi, lựa khí ta thế vô. Ê cô, cần giùm này coi. À, chị ơi, cái túi cam đó có người đặt rồi đó. Không có mua được, hồi tôi đi giao cái túi cam đó rồi đó. Còn cà rốt này sao? Cà rốt đó có người đặt luôn rồi vậy. Hồi tôi đi giao đóng nó luôn rồi. Cái rau bên này đồ là cái này, hành là cái này tôi có người đặt dân rồi. Hồi tôi đi giao hết đây. Ủa? Rồi đem đi giao hết rồi xong đem giao đi bày ra đây bán chi cho người ta vô người ta lựa mắc công vậy? Thì bày ra là... Bộ chị mắc mua lắm hả? Mày... Với nó... Hai đứa mày nhớ mặt tao đó. Lấy cũng vậy, lấy cũng vậy. Tới lắm rồi. Giấy hả? Chết cha, bữa hổm á hả, nhập hàng xong để đâu ta? Hình như là để ở... Thôi, nhịn cái gì nhịn được, chứ nhịn cái... Đó là không được nè. Ê, tao giang hồ á, mày giỡn mặt ở tao đây à. Bộ, mày mắc mua lắm hả? Mặt, rớt mặt. Không những mắt mà nó còn tới nữa. Mắt thì đi vô bụi lùng mà làm, đòi tự dọn. Mày mà làm đây một bãi tôi kéo đầu mày á. Mày đừng nói mà hai giang hồ mà tao không dám đụng à. Biến. Khỏi luôn, tới luôn rồi. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. À, trời ơi. Lông. Ơi, chắc. Giờ bánh mì nó mềm quá, mày bỏ vô đem. Mày tao lao tao sáng vô đầu mày giờ á, tự nhiên sấn vô đây nướng. Sao âm? Dạ tôi chuẩn bị xong hết rồi nha. Dạ lại. Ê đứa nào ăn ớt được không? Tao lấy ớt nhiều quá. Em nha. Em nha. Ok. Ớt nhiều nha. Tao không ớt à.
Em mở nắp lưu ra hai bước. Mày chưa chín mà mày dở lên hết ngon rồi sao? Mà lâu quá. Quán này ế ẩm quá à. Phải qua dụ tụi này nó mua lại cho mình mới được. Đây nè, thịt vịt thơm ngon nè. Mấy đứa, mua vịt quay với chị đi. Cho chị chặt sẵn cho mấy đứa luôn rồi nè. Ủa chị mắc bán lắm hả? Ủa, chị mắc bán lắm rồi. Mà bữa nay chị ế quá à. Chị mắc bán nhưng mà tụi em không có mắc ăn đồ của chị á. Bộ tụi mày mắc ăn lắm hả? Kìa. Ê, mà nói chuyện đàng hoàng coi. Bộ mày đói lắm hả? Bộ mày mắc ăn lắm hả? Bộ tụi bay muốn kiếm chuyện lắm hả? Thôi mà, mua giùm chị đi. Chị biết lỗi chị rồi mà. Để bà. Ok. Lên mâm mấy bạn ơi. Ơi nóng nóng nóng. Ồ. Tao lấy cái mặt, tao lấy cái mặt. Ê, để vô. Ơi, chị có thấy không chị yêu? Trời ơi. Ai, em thì cũng xin lỗi chị trước ha. Bây giờ tụi em cũng có nói thẳng luôn là hả, tụi em cũng không có cần mà ăn mà mấy cái mà bánh mì thịt vịt hay mà hách vịt của chị á, tụi em cũng không cần luôn á. Bây giờ tụi em muốn đúng không? Tụi em tự cung tự cấp ở đây luôn, không cần chị. Có mà mắc ăn quá thì tụi tự làm tự ăn. Ok chưa? Kiểu này quán vịt của mình chắc ế hoài quá. Tiện. Cho chừa. Ăn đi tụi bay. Vô. Ê, vô lấy cái dao đi.